vì người đầu bếp là nghệ sĩ, không chỉ một sắc kem gia vị và cử chỉ vừa lòng mọi khách quý. Bởi là vì trời nắng hay mưa, dù cách vắng hay thưa thì mấy cô gắng xong vẫn cứ thế là sẵn sàng. Nhộn nhịp đông vui ai cứ thế là đắt hàng. Kể ra tiệm hết cả buổi chiều, o hạnh ở chợ Đông Ba, bún bò bún hến em được cơm gà ở Hội An, bún mắm lên Tây thơm mút ngàn, hương vị miền Bắc bắt bún ngàn. Check in check in, ngỡ ngàng ngỡ ngàng. Lang thang văn hóa ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là thật vui 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 quá đi. Thơm 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 quá đi. No 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 quá đi. Ngon 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 tuyệt vời. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh xèo? Hôm nay ngon phố đông vui người qua em nhìn quanh mà phát thèm. Ai 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 à, ai ai à, đi thôi anh ơi đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi show ối rồi thôi. Hôm nay em ăn cho thật